Về chưa? Vô vô cái chỗ vali mới mới ở một của chị. Mở cái ngăn khóa đó. Lấy cái bộ hồ sơ nó lên chị nhé. Mang lên trường chị nhé. Máy hôm qua rồi ạ. Ở chỗ của chị không, máy mang lên trường chị rồi chị không bán sửa đấy nhé. Rồi máy này máy mình đang sửa nhé. Cái còn một con máy này nó chập chờn nữa. Không, mở đây ạ. Ở phía trên ạ, ở phía trên có cái ngăn khóa. Hồ sơ việc đó. Thì chú là sao mua ra nghe đi. Không được cười. Thì thế này là không được. Còn chân ra thì thế này là không được. Mình là người dọn xoay thang hay là mượn tay nghe. Tiền thì nhiều, là vợ nghe. Được dần ra thì thế này là không được. Một mình một cái tầng 9 là thích là gì thì cả. À đây. Ngày chú có đi qua kiểu nào là bắt tay nghe không được. Được tới một cái. Không, không phải mua. Đâu ra để sinh viên đây? Chú Như anh nhá. Ai đưa anh nhỉ? Chú Như anh Toàn đấy. Ok, vừa hỏi. Em